chào. Chương trình đọc truyện Kiều học chữ Hán Nôm. Chúng ta biết truyện Kiều là một tác phẩm văn thơ của đại thi hào Nguyễn Du. Truyện Kiều được viết bằng dạng chữ Hán Nôm. Hán Nôm là dạng chữ hình vẽ. Người ta dùng hình vẽ để cất vào đó những câu chuyện. Người ta dùng hình vẽ để tạo ra chữ viết. Khi ta đọc tác phẩm truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du bằng dạng chữ Hán Nôm thì cái cảm nhận của chúng ta về tác phẩm này được mở rộng trên từng con chữ. Truyện Kiều của Tăng Hữu Ứng ở Huế năm 1874 có đến 22.778 chữ Hán Nôm. Mỗi chữ là một câu chuyện. Mỗi chữ cho chúng ta nhìn thấy cái ý tưởng mà Nguyễn Du đặt ở trong đó. Chúng ta biết truyện Kiều viết ở dạng thơ lục bát. Toàn phần có 3.254 câu. Vì là một tác phẩm lớn, dài. Do đó tôi chia ra nhiều phân đoạn. Mỗi phân đoạn tôi đọc 100 câu. Và sau phần đọc thơ là phần tìm hiểu cấu trúc của dạng chữ Hán Nôm. Tôi sẽ chọn những chữ đặc sắc để phân tích, để tìm hiểu. Hôm nay là phần thứ 25, đọc từ câu 2.401 đến câu 2.500. Phần 25 từ câu 2.401 đến câu 2.500. Ba quân đông mặt pháp trường, thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi. Việc nàng báo phục vừa rồi, giác duyên vội đã gửi lời từ quy. Nàng rằng thiên tải nhất thị, cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàng. Rồi đây bèo họp mây tan, biết đâu hạt nội mây ngàn là đâu. Sư rằng cũng chẳng bao lâu, trong năm năm lại gặp nhau đó mà. Nhớ ngài hành cước phương xa, gặp sư tam họp vốn là tiên tri. Bảo cho hội họp chi kỳ, năm nay là một, nửa thì năm năm. Mới hay tiền định chẳng tâm, đã tin điều trước ắt nhầm việc sau. Còn nhiều ân ái với nhau, cơ duyên nào đã hết đâu vội gì. Nàng rằng tiền định tiên tri, lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai. Quả bao giờ có gặp người, vì tôi cậy hỏi một lời chung thân. Giác duyên vân dặn ân cần, tạ từ thoát đã dời chân cõi ngoài.
nàng từ ân quán rạch rồi, bể quan giường đã vơi vơi cạnh lòng. Tạ ơn lại trước từ công, chúc thân bồ liễu nào mong có rài. Trộm nhờ sấm sét ra tay, đất riêng như cất gánh đầy đổ đi. Khắc xương chép dạ siết chi, dễ đêm gan ốc đền nghì trời mây. Từ rằng quốc sĩ xưa nay, chọn người tri kỷ một ngày được chăng? Anh hùng tiếng đã gọi rằng, giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Huống chi việc cũng việc nhà, lọ là thăm tạ với là tri ân. Xót nàng còn chút song thân, bấy lâu kẻ việc người tầng cách xa. Sao cho muôn dặm một nhà, cho người thấy mặt là ta cam lòng. Vội truyền sửa tiệc quân trung, muôn binh nghìn tướng hội đồng tẩy quan. Thừa cơ rút trẻ ngói tan, binh quy từ ấy sấm rang trong ngoài. Triều đình riêng một góc trời, gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà. Đồi cơn gió quét mưa xa, huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam. Phong trần mài bọt lưỡi gươm, những lồi giá áo túi cơm xá gì. Ngên ngang một cõi biên thùy, kém gì cô quả, kém gì bá vương. Trước cờ ai dám tranh cường, năm năm hùng cứ một phương hải tầng. Có quan tổng đốc trọng thần, là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài. Đẩy xe vân chỉ đặt sai, tiện nghi phủ tiểu việc ngoài động nhung. Biết từ là đấng anh hùng, biết nàng cũng giữ quân trung luận bàn. Đóng quân làm trước chiêu an, ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng. Lại riêng một lễ với nàng, hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân. Tin vào gửi trước trung quân, từ công riêng hãy mười phân hồ đồ. Một tay gây dựng cơ đồ, bấy lâu để sợ sông Ngô tung hoành. Bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu. Áo sim buộc trối lấy nhau, vào luồng ra cuối công hầu mà chi. Sao bằng riêng một biên thùy, sức này đã dễ làm gì được nhau. Chọc trời quấy nước mặt dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Nàng thì thật giả tin người, lễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ siêu. Nghĩ mình mặt nước cánh bèo, đã nhiều lưu lạc lại nhiều gian trung. Bằng nay chịu tiếng vương thần,
thênh thênh đường cái, thanh vân hẹp gì. Công tư vẹn cả hai bề, dần già rồi sẽ liệu về cố hương. Cũng ngôi mệnh phủ đường đường, nở nang mài mặt rỡ ràng mẹ cha. Trên vì nước, dưới vì nhà, một là đắc hiếu, hai là đắc trung. Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng, e dè sóng gió hải hùng cỏ hoa. Nhưng khi bàn bạc gần xa, thừa cơ nàng mới bàn ra nói vào, rằng ơn thánh đế dồi dào, tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu. Bình thành công đức bấy lâu, ai ai cũng đội trên đầu biết bao. Ngẫm từ giấy diệt binh đao, đống xương vô định đã cao bằng đầu. Chào. Phần tìm hiểu cấu trúc của dạng chữ Hán Nôm. Trước hết thì chúng ta nhắc lại chữ Hán Nôm là những hình vẽ tạo từ các nét cơ bản gồm có ngang, dọc và bốn nét nghiêng tạo thành hình sao. Tất cả các chữ đều tạo ra từ các nét vẽ này. Thí dụ, ta dùng nét dọc, ngang, dọc đóng lại thì ta có chữ khẩu, khẩu là miệng. Từ chữ khẩu này, nếu ta bóp lại thành hình chữ nhật, gạch trong một nét, thì ta có chữ nhật, nhật là mặt trời. Và nếu từ chữ nhật, chúng ta thêm ở trong hai nét, thì chúng ta có chữ mục, mục là con mắt. Nếu ta viết chữ nhật rộng ra trong có một gạch thì đó là chữ viết. Viết là cái lời nói. Nếu ta viết chữ khẩu lớn hơn rồi bên trong chia ra thành nhiều phần thì ta có chữ điền. Điền là ruộng. Do đó, từ các nét cơ bản, chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều những con chữ hình vẽ, tượng hình. Bây giờ ta lấy một nét xéo và một nét nghiêng. Thì ta có chữ nhân, nhân là người. Nhưng nếu bây giờ ta đặt chữ nhân trong chữ vi là một cái hình chữ nhật lớn thì ta có chữ tù. Dần dần, đó là cấu trúc của dạng chữ Hán Nôm. Bây giờ thì ta sẽ tìm ra những chữ để giải thích. Thí dụ như chữ trời mây. Trời, mây, đó là chữ quốc ngữ. Như trong câu, dễ đêm gan ốc đền nghì trời mây. Để có chữ trời
thì chúng ta lấy chữ thiên là trời chỉ nghĩa, và đặt trên chữ thượng là trên, thì chúng ta có chữ trời. Chữ mây thì chúng ta lấy chữ vũ đặt trên chữ mê, gồm có chữ mễ trên bộ xước, thì chúng ta có chữ mây. Khi học chữ nôm thì ta thấy chữ trong chữ. Thí dụ như chữ trời thì chúng ta thấy ở đó chữ nhị là hai, chữ nhân là người. Gạch một cái ra cây ra lá là thượng. Và nếu ta lập chữ thượng lại thì ta sẽ có chữ hạ. Tức là từ một chữ thì ta thấy ra được rất nhiều chữ. Từ chữ mây á thì chúng ta thấy chữ vũ là mưa. Ở đó ta thấy một gạch trên là trời. Rồi chữ mịch là khoảng không gian. Rồi từ trời rơi xuống nước là thủy, thì ta có vũ. Vũ là mưa. Ở đây ta còn thấy chữ mễ, tức là mặt đất mọc cây ra lá, ra bông, ra rễ. Ta có chữ mễ, mễ là gạo. Và ta có bộ xước. Xước là lúc đi, lúc dừng. Do đó từ một chữ thì ta nhìn thấy ở trong đó rất nhiều những chữ khác. Thí dụ bây giờ chữ từ rằng quốc sĩ xưa nay, chữ xưa, chữ nay, đó là chữ quốc ngữ. Chúng ta không thấy nghĩa trong đây, không có câu chuyện. Nhưng nếu thời Nguyễn Trãi viết chữ xưa đó, thì người ta sẽ dùng chữ sơ để chỉ âm đọc của chữ xưa. Nhưng ở dưới á, thì người ta viết chữ cổ. Cổ là xưa. Còn nay á, thì người ta dùng chữ ni để chỉ âm đọc. Và kế bên thì người ta dùng chữ kim á, là để chỉ ngày nay. Thí dụ như là kim nhật là ngày nay. Bây giờ ta phân tích chữ xưa thì ta có chữ sơ. Trong chữ sơ á thì ta có chữ y. Chữ y là bộ và chữ đao. Trong chữ cổ á thì chúng ta có chữ thập trên chữ khẩu. Do đó khi học chữ nôm, chữ Hán Việt thì luôn luôn ta thấy lại rất nhiều chữ có mặt trong một chữ. Thí dụ anh hùng tiếng đã gọi rằng, chữ tiếng là chữ nôm, còn chữ Hán Việt thì chữ tiếng là chữ thanh. Thanh á thì người ta viết như vậy. Còn chữ tiếng á thì người xưa lấy chữ khẩu. Bởi vì tiếng là thuộc về miệng, đặt kế bên chữ tỉnh. Trong cái chữ này á thì các bạn sẽ học được chữ khẩu là miệng, chữ tiểu là nhỏ, chữ thiểu là chưa lớn, và chữ mục là mắt. Trong chữ gọi, nếu ta viết chữ quốc ngữ thì chữ gọi là như thế này. Nhưng mà nếu ta viết chữ nôm á, thì nó thuộc về bộ khẩu. Để chỉ âm gọi á, thì người ta dùng chữ hội để nhắc ý. Chữ hội để nhắc ý là tiếng gọi. Tiếng gọi.
Một khẩu với chữ tỉnh, một khẩu với chữ hội, thì ta có tiếng gọi. Bây giờ ta học qua chữ thấy. Chữ thấy chữ thấy thì nó thuộc về mắt. Thành ra ở đây ta sẽ có bộ mục. Mục tức là mắt. Thì để chỉ nghĩa của chữ thấy thì chúng ta thấy có chữ thể, và trên chữ mục, ở dưới là chữ nhân. Trong chữ này thì chúng ta thấy có bộ nhân, rồi chữ bản, rồi chữ mục, rồi chữ nhân. Mà chữ mục trên chữ nhân á thì là chữ kiến, là thấy. Đó là vấn đề thuộc về mắt. Tóm lại, khi ta học chữ Hán Nôm hay là Hán Việt thì điều quan trọng là ta phải biết nó xuất phát từ một cái hình sao, tức là 8 nét cơ bản. Sau đó người ta tạo ra những hình vẽ để làm chữ. Mà trong hình vẽ thì chúng ta thấy chữ trong chữ. Thành ra học một chữ, chúng ta ôm và nhớ được nhiều chữ. Tới đây nói câu quen miệng. Chào. Hẹn gặp lại.